Sau đây xin mời đại biểu Sùng Thìn Cờ, đoàn Hà Giang phát biểu. Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp, kính thưa tất cả các đồng chí đại biểu Quốc hội. Tôi không có ý kiến gì với các báo cáo của Quốc hội. Tôi chỉ có một ý kiến đề xuất với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa tới, tức là khóa 15, Ủy ban Dân tộc miền núi của Chính phủ, cũng như Ủy ban Dân vận Trung ương, rồi là Ủy ban Tôn giáo của Chính phủ, cũng như các cái địa phương mà có cái liên quan đến cái phong tục tập quán của cái tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Cái việc này thì tôi cũng đã có văn bản gửi đồng chí Thủ tướng và gửi một số các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà tới đây sẽ là nguyên thủ quốc gia. Rất mong các đồng chí quan tâm. Tôi xin sơ lược như này, báo cáo các đồng chí đại biểu Quốc hội về văn hóa của người Mông rất là phong phú, nhưng cũng rất là lạc hậu, đặc biệt là cái phong tục người chết là ma 6 đến 7 ngày mà chưa cho vào quan tài, một bộ phận rất lớn là chưa cho vào quan tài, treo ở giữa, ra nhà ở giữa, mùa hè làm ma 5-6 ngày mà thi thể của người chết nó thối rữa, nó u nhiễm môi trường, mất vệ sinh, rồi là bệnh truyền nhiễm lây lung tung nữa cả, rồi là mụ trâu mụ bò, rồi là gia súc gia cầm, sau những cái đám ma đó là một cái gánh nặng cho như vậy là con cháu, mà không phải khóc vì người chết mà khóc vì cái đống nợ đấy. Báo cáo Quốc hội như vậy. Như vậy thì cái tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình thì bắt đầu nó chính vì cái lạc hậu quá, cho nên cái tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bắt đầu xảy ra từ năm 1989 mà nay đã làm 32 năm rồi. Mà theo quan điểm của Đảng, Nhà nước chúng ta là không bao giờ chấp nhận đa nguyên chính trị, đa nạn đối lập và hình thành các cái tổ chức đối lập. Nhưng mà chúng ta để 32 năm nay mà chúng ta cứ để đấy mà để mà các cơ quan chức năng báo cáo rồi thì là nhà nước người Mông riêng rồi thì là chuẩn bị xưng vua xưng chúa gì. Nói thật các đồng chí là cái tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là do cái sức ép của cái phong tục tộc quá lớn quá, cho nên là ông đấy đang bỏ cái phong tục tộc quá cũ, ông làm cái phong tục tộc quá mới, nó vẫn là phong tục của người Mông thôi, bản chất của nó phong tục người Mông thôi. Không, người chết không qua 24 tiếng đồng hồ, không uống rượu chè, không mụ trâu mụ bò đấy. Và người ta chỉ làm ma có một lần thôi, sau đó là ma đi chôn là chôn chặt, thế không có phải cúng nạp sau này nữa, không thờ cúng sau này nữa. Cho nên là trước đây là một số các đồng chí là các thế hệ trước là tôi không phá phê bình, nhưng mà các đồng chí thiếu trách nhiệm là không đi xác minh rõ cái bản chất của nó để mà tham mưu cho Đảng, Chính phủ, nên là kết luận vội vã, thế người ta không chiếc không khèn trống, rồi là không thờ cúng là bắt đầu đưa vào một cái tổ chức bất hợp pháp bao nhiêu năm nay, như vậy là không giải quyết được. Tôi nói các đồng chí như vậy, cho nên là cần phải quan tâm, mà đồng bào rất là mong muốn. Đồng bào Mông làm gì có nhà thờ, làm gì có nhà đòm, chỉ có mấy cái nhà bía để mấy cái đồ tang lễ đó. Nhưng nhà đòm là chỉ có đồng bào Tày mới có, trong báo cáo tất cả mọi báo cáo đều có nhà đòm, nhưng đồng bào cũng rất bức xúc. Nhưng tôi đề nghị là tới đây là phải có tổ chức những cái hội nghị là đối thoại trực tiếp với đồng bào xem là nó thực hư thế nào, để ta có cách nghĩ cách làm để giải quyết cho đồng bào. Thế là báo cáo các đồng chí là cũng chỉ vì cái phong tục này nó quá lạc hậu mà đồng bào không thể chịu nổi, cho nó mới đi theo đạo tinh linh, đi lành, rồi lại theo các cái đạo phái khác. Cũng chỉ vì cái đấy. Thế mà trách nhiệm thì là Đảng, Nhà nước thì rất lo lắm, nhưng mà đúng là giới thì rất là bình thản, chỉ thích thành tích thôi, có khi không có mà vẽ ra. Cho nên cũng phải xem lại các cơ quan chức năng nắm tình hình này. Mà cũng không nên để kéo dài ảnh hưởng đến cái uy tín của đồng bào dân tộc Mông. Đấy. Nhất là các cái tỉnh mà hiện nay là Tuyên Quang, rồi là các cái tỉnh có liên quan. Thế báo cáo các đồng chí là tôi đi vào đồng bào là đồng bào rất tin tưởng Đảng, Nhà nước. Đồng bào mà không hiểu sao cái phong tục rất nhẹ nhàng thế nào, không có gì mà tại sao Đảng, Nhà nước cấp. Do xảy ra những cái xô xát nó không cần thiết. Đấy.
Cho nên là tôi đề nghị thế này, là còn đồng chí nào có cái nhu cầu tìm hiểu thêm thì tôi sẽ có cái văn bản để gửi các đồng chí. Mà cái lời nói của tôi là tôi gửi văn bản với Thủ tướng, tôi nói là cái tôi ra chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi là một cán bộ tướng trong quân đội, nhưng mà một cán bộ dân tộc. Và tôi xin nói các đồng chí là kẻ thù tôi không sợ. Nhưng mà tôi sợ nhất là cấp trên của mình là hiểu nhầm mình, rồi là kết luận rồi là kỷ luật, rồi làm oan mình, rồi là không ai giải thích cho. Tôi xin hết. Cảm ơn.